Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay lại một cái video nói về cái sự thật ở phía sau ngày bán chả chiên này. Nó có những cái buồn vui và nó có những cái lợi ích như thế nào. Thì hôm nay mình quay nhiều cái bạn thắc mắc lắm. Mình cũng đi bán nhiều năm rồi. Có nhiều bạn thắc mắc cái nghề bán chả chiên này, người ta nói bán rất là giàu. Nhưng mà buôn bán thì sung sướng, thì tiền lợi thì nhiều. Thì hôm nay mình nói về cái sự thật của nó, phía sau nghề bán chả chiên như thế nào các bạn. Thì mình là Úc, mình đi bán người ta gọi là Úc, nhưng mà cái kênh đăng ký mình là tên là Chả Chiên Vlog, mình lấy cái nghề của mình luôn, thì cho các bạn dễ dễ xem. Các bạn hôm nay các bạn mà có thích yêu thích cái video của mình đó, thì các bạn hãy cho mình xin cái like hoặc là subscribe, đăng ký kênh nha. Thì mình nói cho các bạn nghe về cái nghề bán chả chiên như thế nào. Thì thật ra cái nghề này á, nó cũng cần đòi hỏi sự kiên nhẫn, và mình phải có rất là nhiều tốn kém về cái đầu tư. Chẳng hạn như các bạn thấy muốn một đi bán bò viên như mình á, thì cũng cần phải có đầu tư xe, rồi tủ chả, rồi chả chiên, rồi mọi thứ, tất cả nhân rất là nhiều. Thì cái tầm của nó, nếu mà nói thì mình đi bán cũng tầm đầu tư khoảng mười mấy triệu các bạn, xe luôn là chắc cũng có hai mấy triệu. Thì cái xe thì mình không nói rồi, nhà thì mọi người ai cũng có một chiếc xe để mà riêng mình, hay mình đầu tư thêm về chèn tủ xe và mọi thứ nhân. Thì một ít nữa thì mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem rõ hơn về cái vấn đề mà xe cộ và cái xe chả đi bán như thế nào, cho các bạn hiểu về cái nghề bán chả chiên như thế nào. Các bạn thấy không, nhiều người ta nói, mình phân tích như lúc đầu nãy là nhiều người ta nói á, buôn bán rất là giàu có, rất là giàu, dư giả, sung sướng. Nhưng mà sự thật nó không phải là vậy các bạn. Mình đầu tư rất là nhiều vốn, nhưng mà khi mình thu lại á, thì chỉ là những mặt cắt thôi. Thì mình đi bán là chiên, bán chả chiên về trong bán dạo các bạn, đi bán xe các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ quay cho bạn xem những chiếc xe của mình. Thì xe của mình á, đi bán á, dạo thì vốn bỏ ra rất là nhiều, nhưng mà thu lại á, thì mình thấy ở vùng quê này á, quê của mình bán ở vùng sâu vùng xa của các bạn, mấy đứa trẻ em á, nó tiền nó không có được nhiều giống như là ở thành thị đó các bạn. Các bạn cứ nghĩ rằng á, đi bán chả chiên ở thành thị thì ra bán khi á, trẻ em nó ra mua 20, 30, 50 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn cũng được. Nhưng mà không có đâu các bạn. Ở vùng quê á, mấy em bé này nhiều khi các bạn thấy nghèo mà. Nhiều khi ăn khi chỉ có 3 ngàn, 4 ngàn mình phải bán các bạn. Thì các bạn thấy nhiều cái tấn ca ở chỗ đó. Nhiều cảnh nghèo lắm. Mình bắt buộc mình phải bán thôi, mình vui vẻ mình bán. Mình bán đây không phải là bán vì cái lợi nhuận, vì cái lời, mà mình bán á là vì cái lòng tình thương mình đối với những đứa trẻ. Mà mình nói các bạn nghe, khi mình đi bán cái nghề chả chiên này, đôi lúc á, các bạn cũng phải có sự đam mê với nó, sự đam mê với nghề. Mình nói đam mê ở đây ở chỗ là mình phải có duyên với nó nữa. Mình cấp trước á, mình tự thật cái nghề của mình nó không phải là cái đi bán chả chiên này đâu các bạn. Mình là một sinh viên cao đẳng sư phạm, một thầy giáo các bạn. Ra trường mình đi dạy hợp đồng cũng được có mấy tháng thôi, rồi tiền không đủ sống các bạn, mình phải bỏ giữa chừng, rồi mình đi làm hồ, mình bước sang cái nghề xây dựng bạn. Mình đi làm hồ một thời gian thì mình có cơ duyên gặp được cái vợ mình, và từ đó mình có duyên với cái nghề chả này. Hai chồng quyết định đi bán, buôn bán để mà thay đổi cuộc sống. Thì cái duyên đó thì mình đã sắm đồ rạc. Lúc đầu tiên mình ra mình cũng không có biết gì đâu các bạn. Bán tới đây mình bán cũng hơn 4 năm rồi các bạn. Thì mới bắt đầu mình mới có cái mối mang, rồi quen biết với nhau, rồi mình bán ở công ty, trường học các bạn, rất là cực. Rồi sau giờ mình cuộc sống mình mới ổn định lại được. Thì những ngày đầu ra các bạn, mưa gió nè, mình bán nhiều khi á, mà mấy ngày thường á, mình bán rất là nắng, trời nắng á, thì mình phải phơi nắng, phơi gió.
Nhiều khi khách hàng kêu mình bán dạo mà một chả 5.000 3.000 cũng phải chiên, rất là cất giả các bạn ơi. Thì 5.000 3.000 lời chẳng được bao nhiêu đó các bạn, lời nhiều khi 500 đồng 1.000 đồng. Thì mình bán mình nhờ số nhiều và cái tình thương mình đối với mấy đứa trẻ nên mình bán. Nhiều khi mấy đứa trẻ nó ăn 2.000 đồng mình cũng rất là vui vẻ bán cho nó, vì đó là sự đam mê của mình. Từ hồi mình gắn bó với nghề này mình rất là thích nó, mình đam mê với nghề này. Bởi hôm nay mình mới quay cái video để mà cho bạn xem, nói về cái nghề chả chiên. Thì vào những cái trời nắng á, nói cho bạn nghe, trời nắng á, mình bán thì phải nắng, bị gió. Còn những cái bữa trời mưa bán nhiều khi bán cũng không được đâu các bạn, bán cũng không có được cái đồng nào đâu, nhiều khi lỗ cả tiền xăng nữa các bạn, rất là cực luôn các bạn ơi. Thì mình nói với bạn nghe, bán buôn mà 9 người 10 ý, nhiều người thì người thích cái này, nhiều người thích cái kia, nhưng mà đôi lúc á người ta cũng phàn nàn rất là nhiều. Mình bán nói chung là mình các bạn mà đi bán rồi bạn sẽ thấy được, có nhiều rất là, gọi là bi ai lắm. Mình nhiều cái cảnh người giàu thì giàu quá, còn nghèo nghèo quá, nhiều đứa trẻ không có tiền để ăn nữa các bạn, thấy mình rất là khổ tâm nhiều khi mình đi buôn bán. Thì mình nói có một chút ít thôi, còn nhiều khách hàng người ta không không hài lòng khi mình, nhiều khi mình bán mình chiên không kịp chừng, hay là mình chiên quá lâu thì người ta cũng cằn nhằn, người ta la nói nặng nói nhẹ mình nữa, nhiều cái phức tạp lắm các bạn. Bởi vì nói các bạn nhiều cái khó lòng lắm mà các bạn không biết. Mình hôm nay mình mới mở cái video này cho các bạn nói về cái sự thật phía sau của nó cho các bạn xem. Thì bán á, một ngày á, các bạn nếu mà bán lợi cũng đôi lúc có lễ hội này nọ, như năm nay thì mình quay cái video này là vào các thời điểm là vào ngày 9 tháng 2 năm 2020, tức là năm nay là ngay cái thời điểm mình quay á, là có ngay cái dịch corona á các bạn. Thì năm nay là đáng lẽ ra cái mùa này là mùa mình đi bán cái lễ hội các bạn, bán hát đình rồi rồi đám phước của người dân tộc Khmer các bạn, tại mình đang ở Sóc Trăng nè. Thì cái thời điểm này mình bán sẽ rất là đỡ, lời cũng có thể là nói tiền lời mình một ngày cũng tầm 200-300 ngàn sống cũng được. Nhưng mà thời điểm này thì so với thời điểm này thì hôm nay vì đại dịch đó thì cái sở thông tin các bạn ở tỉnh đó thì người ta đã ra lệnh là không có cho hát đình rồi hát là tụ tập đông người các bạn, vui chơi với trí các bạn. Bởi vì hôm nay đóng cửa hết rồi, bởi mình thấy mình nói, nhưng mà một số người ta vẫn không hiểu, người ta nói cái nghề mình bán đó rất là sung sướng, tiền nhiều các bạn. Bởi mình mới buồn quá mình mới quay cái đeo là cho các bạn xem, các bạn nào có thấy cảm thấy thấy mình nói mà hợp lý đúng, hay là có cảm thông với mình, các bạn hãy like và subscribe đăng ký kênh mình nha các bạn, ủng hộ mình nha, tự mình có một cái động lực để mà mình tiếp tục với gắn bó với nghề này nữa. Bởi mình cũng đam mê nó, nhưng mà nhiều cái đường trong gai lắm bạn, sự đam mê nữa. Thì xong mình nói một chút ít thôi, một số ít về vấn đề về gắn lòng đó. Rồi hôm giờ mình chút xíu mình sẽ vô, mình sẽ bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem những xe chả của mình nha. Bạn soi cái nghề chả mình nó có cái gì mà mình nãy mình nói với bạn nó đầu tư đó, số cho bạn xem nha. Rồi giờ mình sẽ cho các bạn xem cái xe bán của mình nha các bạn. Đây các bạn, mình đang đứng kế bên đó các bạn. Đây, chiếc xe rất là nhỏ gọn các bạn, nhưng mà mình đầu tư rất là nhiều các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. Vậy đây chiếc xe các bạn, xe mình bán mình hàng rất là nhiều nữa, mình chở đồ các bạn nè, bạn mình chở đồ nè. Rồi đây là phích nước mình đem theo nè, đi bán ngoài trời nắng nôi rất là khát nước nữa các bạn, phải có phích nước đem theo mới được, không thôi là không có chịu nổi nữa các bạn ơi. Đây đây là trong cái xe chả nè các bạn, xe chả đây có mấy cái ngăn cửa nè bạn để đồ. Bên đây là cái chảo nè bạn, bếp nè bạn để chiên nè, rất là nhiều nữa các bạn, rất là nhiều đồ. Đây là tâm, đây là cái đồ mình để mình tự chế ra thôi,
để mình để tâm để mình bán các bạn, để xin 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 que bạn. Đây tất cả mọi thứ mình quay cho các bạn xem cái tổng quan của nó đó, chiếc xe chả phía sau mình nè, mình còn cột thêm bọc nữa nè để chở hộp thêm theo đi bán các bạn. Đây cho các bạn xem nha, thì mà là một cái xe chả đầu tư rất là nhiều các bạn, về cái dàn âm thanh nữa các bạn, âm thanh nữa. Đây mình quay cho các bạn xem cái dàn âm thanh này, cái loa của mình đây, mình treo lên xe đây à. Rất là nhiều. Đây đây là cái chả mình đã để ra cho các bạn xem nha. Đây rất là nhiều mình đã để cho các bạn xem này, nó xúc xích siêu to khổng lồ nè, có bánh bao đồ rất là nhiều thứ các bạn, tới mình bán tới mười mấy loại các bạn ơi. Em bé mà khi người lớn đồ khách hàng người ta có nhiều sự lựa chọn lắm, bởi vì mình phải tạo nhiều thứ chứ không có bán một thứ được. Đây. Rồi đó là mình nói cái một số cái sự thật đắng lòng của về phía sau thì bán chả các bạn, để bán được cái nghề này các bạn phải sự đam mê lắm, phải chịu cực khổ rồi nắng mưa rồi rồi cái sự bàng quan của thiên hạ nữa các bạn. Đi bán thì người ta cũng nói này nói nọ lắm nhưng mà buồn lắm, nhưng mà mình đam mê nghề mà, bởi mình chấp nhận hết, mình không có buồn lòng gì đâu. Bởi mình quay cho các bạn xem nè, thì bán cái này các bạn cũng cần phải có thời gian các bạn, phải kiên nhẫn mới được. Bán cấp đầu mình không có mối, mình mấy bé nó không quen, mấy bé nó cũng không ăn luôn các bạn. Mình phải lâu ngày vài tháng mình đuổi người tiếp xúc với mấy bé, với người lớn, với khách hàng người ta quen biết, phụ huynh người ta người mới cho con người ta ăn mấy bạn. Bởi vì nhiều cái trong nghề này rất là khó khăn, chứ không phải sự sung sướng là suôn sẻ như mọi người ở mọi người xung quanh người ta nói nha các bạn. Vậy hy vọng qua cái clip này á, các bạn sẽ hiểu hơn về cái nghề bán chả chiên này và thông cảm cho những người bán chả chiên, bán dạo giống như mình. Rất là cực khổ các bạn ơi. Không ai sung sướng mà đi chọn cái nghề cực khổ này để mà phơi nắng phơi gió mà để mà sống đâu các bạn. Vậy hy vọng các bạn nào mà thích cái video của mình á, các bạn hãy nhớ like và ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Ơi cũng sắp tới giờ đi bán rồi, bây giờ là 10 11 giờ mấy các bạn, mình phải khoảng gần 12 giờ là mình phải lên xe để mình hành trình đi bán chả để kiếm tiền để sống trang trải hàng ngày các bạn. Bây giờ mình tạm dừng clip tại đây ha. Rồi cái clip sau mình hy vọng bạn sẽ ủng hộ mình, sẽ quay cái clip sau về rõ hơn từng chi tiết về cái hành trình bán chả của mình để cho các bạn xem, để biết rõ hơn về cái sự chất chả và cái sự đắng lòng phía sau của ngày bán chả chiên nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.